Ngày 12 tháng 3, giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên được ghi nhận ở mức 90.500 đồng đến 91.500 đồng một kg, tiếp tục duy trì giá hơn 90.000 đồng một kg hơn một tuần nay. Trong khi đó, giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ hạn giao tháng 5 cũng ở mức 3.298 đô la Mỹ một tấn, thấp hơn mức giá ngày 8 tháng 3 là 84 đô la Mỹ một tấn. Trong những phiên giao dịch trên sàn London gần đây, giá cà phê Robusta đã mất đà tăng như trước. Theo ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Cà cao Việt Nam, Vicofa, thông thường sau vài phiên giá cà phê trên sàn giảm thì sẽ tác động đến giá cà phê nội địa. Về lý do cà phê tăng giá phi mã, Chủ tịch Vicofa cho rằng có 3 lý do chính. Thứ nhất, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, ảnh hưởng nguồn cung toàn cầu. Riêng tại Việt Nam trong vụ mùa 2023-2024, sản lượng hụt mất khoảng 10%. Thứ hai, các cuộc xung đột quân sự trên thế giới khiến cước vận chuyển và nhiều chi phí tăng. Thứ ba, hiện nhiều nhà đầu cơ tài chính chọn cà phê để đầu cơ cũng khiến giá cà phê tăng nóng về xu hướng giá cà phê sắp tới chủ tịch vicofa cho rằng rất khó dự đoán song chắc chắn là sẽ còn tiếp tục duy trì ở mức cao